mời mọi người nha. Em mình thấy đang chào em không ạ? Hey, chào mọi người, hôm nay mình lại quay lại mâm của hộp chị Ba để phát số giúp chị Ba và quay clip cho mọi người cùng xem nha mọi người. Đây bây giờ cua ra rồi, mình chị Ba cho ra đây mọi người. Cua ra rồi nè, cua rất là ngon nha. Nhiều người đang chờ chị Ba để mua cua. Có chị Mười ra phụ chị Ba bán cua nha. Chị Mười ra phụ bán cua hay chị Mười? Lại chơi, mà lại chơi. Chơi học gì? Dạ bán coi coi bảo bán cua sao à, học nghề con. Chị Mười, ừ. Chị Mười có biết chuyện chị Ba bị mấy người người ta chửi bới không chị Mười? Ai dám chửi tao? Không, chị Ba kìa. Sao? Không biết không? Không biết à chị Mười? Thôi, hôm nay Mười không biết. Không biết luôn hả? Không. Dạ yeah. Hôm nay là gì chị Mười? Tại vì chơi. Chơi à? Gia phụ. Phụ ấy ra ra chơi. Mấy ngày trước ra từ sớm đi. Ra sớm gì ạ? Vui chừng nào giáo phụ chừng nấy con ơi. Dạ. Yeah. Người đây đây chính là chị Mười, là em gái của chị Ba này. Em gái ruột chị Mười, chị Ba đấy ạ. Chị Ba đó mọi người. Chị Mười đi qua đây bằng xe máy là gì? Chào anh Mười. Ông Mười á, chở cua đó. À, rồi ra chơi chị Mười luôn hả? À. Hôm nay là chị Mười lần đầu tiên ra đây chị Mười ha? Mới ra lần đầu. Mới ra lần đầu. Mua cua hả chú? Đây, phát số. Bắt số chú. Có số rồi chú, chị Mười. Dạ đúng rồi. Em mua cua, anh có số chưa? Lấy số rồi. À, con cầm cái này, chừng có cho nó nhăn được không con? Là chị cái này là... Bảo nè, chị Ba. Cầm. Đừng có cho nó nhăn. Cái này là... Rồi, chị Ba hôm nay nói được rồi, nhưng mà nói cho hơi nhỏ đó. Bây giờ con mới tới vậy? Dạ, cua tới rồi. Cua là cua đến rồi. Trời, trời. Không biết giấy gì á con, ông bảy kêu tôi đừng có làm nhăn. Hóa đơn. À cái giấy cái tiền 300 đô mà cô Tha nói là mua quà cho chị Ba đó. Quay YouTube vậy hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, đưa này quay có sao không này? Không sao hết, không sao hết. Thôi, chị Tuyết ơi. Chị Tuyết ơi. Mình quay rồi, quay lỡ rồi, quay lỡ rồi. Ê, có sao không thôi? Không sao đâu chị Mười. Có sao không? Nói nghe tôi thì biết gì đâu. Không, đây chị Mười, em của chị Ba. Chị Ba chơi qua không? Qua. Lắc, bắn quạt. Chị Mười, chị Ba là bị bệnh gì hả chị Mười? Không biết có bệnh gì đâu. Hôm trước đi khám bệnh đó, chị Mười có biết không? Chị Ba đi khám bệnh, không biết đâu. Sao kêu con để với rổ rồi nè chị Mười. Dỡ cái rổ ra. Không, đính chính cho cô Bảy rồi nè. Cô Bảy bán. Cô Bảy lấy cho Kêu cái máy nó lấy cái ghế nhỏ ra luôn. Chào anh Kiếp Trần. Dạ đúng rồi, em chưa được tiền. Mấy người khác thì có tiền, còn em chưa được tiền. Một tiêu như có đâu, không có tiền. Dạ. Tiền sao anh? Nửa tiếng thôi, chị Ba mới đại. Có đâu, ra liền. Ra liền hả chị Mười? Nè, con ghế nè, con ngồi con. Trời ơi, nãy giờ mình đi lên đang ép khỏe anh chị ơi. Cô, ghế đây cô này, ngồi cho khỏi mỏi chân. Lấy số nha. Đây, chị phát đến số 20 rồi mọi người ơi. Phát đến số 20. Hai mô cô tới lấy số đi. Đi giùm em này chị. Có lẽ
Dạ, ra nè, các bạn. Hôm nay dì Ba ra rất là sớm. Dì Ba tới rồi mọi người ơi. Hôm nay dì Ba 11 rưỡi là dì Ba đã ra rồi nha. Đây nhân vật quan trọng nhất của ngày hôm nay đây ạ. Sớm đấy. Dì Ba tới sớm này. Cua cùng cua phản thôi nha mọi người. Em chào anh Kenvin nhá. Ừ, mâm cua. Quay cái 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 đó. Lấy một cái lon đó rồi vào quả sao nhỏ rồi. Cái lon không? Cái này bao nhiêu? Ừ. Đây con không được thì ba ra sửa. Hai hai bốn. Hai hai bốn. Ủa là chị ba chị tám. Tại vì em nhìn cạn nó ngon quá, mọi người nhìn cạn nhìn cua này, cua hôm nay bự. 633 nha. Mọi người coi này, cua hôm nay nó to này. Chào mọi người. Đó đi con đi con đó. 6 à. Số 6 đi, số 7 đi. Số 7. Hôm nay chị Mười là cô giúp đi ba bản cua ấy mọi người. Đây lấy tiền là trả tiền cho khách này. Hôm nay là lần đầu tiên chị Mười ra đây phụ giúp chị ba nha mọi người. Chị ơi 432 ngàn, chị ơi. Chú ơi số 5 lấy gì chú? Mấy con chú? 1 ký gạch. Số 5 1 ký gạch. Dạ đây đây. 609. Trả lời cái. Rồi chị tới ký. Tới ký được. Được rồi, được rồi. Chú này. 609 rồi. À chào Nguyễn Văn Minh nhá. Cảm ơn Minh đã vô ạ. Thôi lại 91 ngàn. Bán cua rất là vất vả nha mọi người, bởi vì đông người mua cho nên là cái việc thổi tiền rồi làm cua rất là vất vả, mọi người có thể thấy này. Con chào cô Huỳnh Thủy ạ. 609 thôi, 91 ngàn, cái đô 700 ký cho mấy em này đi. Chị kia ra ở đâu? Bỏ cái tài nãy đi. Ờ, từ cua này cũng cần mà chị Lâm Hoàng Hồng Quang. Rồi, lấy bự đó này đó nè. Ba gạch, ba thật nha. Đây bây giờ là số 19 nữa nha mọi người. Khách cũng khá là đông. Đây mọi người thấy này. Chưa quen cho nên bị đuổi việc thôi mọi người ơi. Em ơi, cho số chỗ lên rồi. Thì hôm nay dìm 10 là ra lần đầu nó nói chưa quen. Đúng rồi. Chưa quen. Đang rồi. Ngày mai ra phụ tiếp là dân nó quen rồi được trả lương đàng hoàng. Đây thì tay dìm 10 là không có quen. Không quen đến tiền. Dạ, cho nên là nó hơi rối nha mọi người. Dạ, từ từ rồi Dì Mười sẽ quen ha, Dì Mười. Cái này... Phải từ từ. Dạ, cái gì phải từ từ. Không nên vội. Chứ mới buổi băng đầu mà. Dạ, đúng rồi Dì Mười. Cháu Mười, có 11 cái à. Có 12 à. Rồi, một con thịt, một con gạch. Hai gạch, một con gạch. Anh ở Long Xuyên lên mua hả anh? Wow, sao đi khám bệnh á, dạ đi khám bệnh rồi ghé hả? Mình cũng xem trên mạng là mình mới biết cua gì ba đúng không? À Long Xuyên là cũng xa lắm mà lên ở đây là mấy cái số ta? Trăm mấy, trăm bảy, trăm tám, trăm tám một cây. À đây chị gái xinh đẹp, số của chị đây, số 20 ha. À không sợ đâu anh cô Lô Đô, ở đây có đây có chị 70 thanh mà. Nhiều. Mọi người có thể an tâm nha. Thì 10 rồi. Mua con thoải mái cho mọi người mua. Số 13 kia. Số 7 phải phụ bởi vì dì 7 quen công việc rồi. Còn dì 10 là chưa quen mọi người. Dì 10 chưa quen đúng không dì 10?
Thôi mai mai một rồi quen dần dần. Mời đi đồ việc thôi. Em là thương người luôn. Quá rồi, đang ở đây ngoài. Ở đây là ngoài luôn hả? Ông. Mai một ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Wow. Ở ngoài luôn nha mọi người. Ngày mai chị mời tiếp tục ra phụ giúp chị ba luôn. Dạ đúng rồi, đang quay trực tiếp. Dù hôm nay là chị mời hơi bỡ ngỡ bởi vì lần đầu tiên. Còn tiền là 765.000. Rồi của anh 765 anh. Rồi là tiền của em mới. Số 10 bài à. Số 10 bài của em. Ở dưới rồi, ở dưới rồi. Số 18 à. Rồi sắp định gì đó anh lấy mấy con anh. Rồi. Rồi bữa nay còn 10 giá nữa. 770 chào mọi người đi, 770 chào mọi người, wow, cảm ơn 770 nha. Em thấy là chào đẹp không ạ? Dạ tuyệt vời 770. Cô Huyền, 770 hôm nay làm việc hơi bỡ ngỡ cho nên là chưa quen công việc không 770. Dạ chưa quen công việc cho nên ngày mai 770 sẽ ra thực tập tiếp. 2 tháng nữa mới là tới đây anh ơi. À, ăn nhậu cái lúc rồi đâu không có chồng nhá. Em lấy cái đồ 2 kg đi đã. Anh ơi anh đâu rồi? Đây cua bán rất là nhanh nha mọi người, còn cũng ít cua thôi này. Dạ chào anh Tuấn ạ. À. Rồi được. 21. Chào Đức Đức nha. Ở nhà cho mời. 8 giờ. Tụi con qua nhà mẹ. Có chê không? Không. Không nha. Giúp đỡ nha. Tức là chị mời có thể nói là ngày nào chị mời? 21 ở dưới đó còn. 21 tháng mấy à? Tháng 9 ngày âm lịch đúng không? Dạ, tức là lúc đó là mình tổ chức lễ dỗ ha. Dạ, dạ chị mời. Nhớ nha. Dạ. Dạ. Mời tất cả mọi người luôn hả chị mời ha? Không có mời ai, mời mấy con à. À dạ dạ. Chứ để mình hai vợ chồng người ăn không có ai buồn quá con. Dạ 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 dạ. Nhớ nha. Dạ ok chị mời nha. Dạ cảm ơn chị mời rất là nhiều. Ai tụi bay quay nó có sao trời. Dạ không, tuyệt vời chị mời. Đẹp mà. Qua ra đây bộ cơ hơn thấy tao vui. Ở nhà mình đó coi nè. Em nãy lắm á, phải cho già nói năng nỉ lắm mới cho ra hả? Hỏi hai vợ chồng này coi, tao nên để biết như tao chuyện đó là sao dùng đi. Sao gì ba không chơi với người đó? Anh nói tao ma. Chị ba nói gì người ma hả? Tao nghĩ không mà gì người giúp ma có không? Có không? Nha mọi người nha, chị mời gửi lời mời đến các anh em YouTuber tới ăn chỗ ở nhà chị mời mọi người. Rất là dễ thương. Chào mọi người nha, mình là kênh Line Việt Nam. Kênh của mình chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của người dân Việt Nam mình tại Việt Nam và nước ngoài nha mọi người. Thì mọi người nếu có thể thì hãy subscribe đăng ký kênh, xem clip và chia sẻ clip để cho cộng đồng mạng cùng xem nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.
Cua bây giờ con cũng rất là ít này, con có mấy con à? Đây, còn một vịt nữa, chắc khoảng tầm 5kg, 6kg nữa thôi mọi người ơi. Nếu có thì ở đây thôi, không mất đâu mà sờ, nhưng mà không phải rơi ở đây thì mất chắc mất rồi. Ô cô á cô. Ê, mua cua đây chị ơi. Chào Lộc Xuân à. Dạy bán ký chị. Xâm tôm ký chơi. Đây là em dâu của dì Mười. Ở đây là dì Mười nha mọi người. Đây nha mọi người, hôm nay là dì Mười nè, dì Bảy nè, Vy nè cùng ra phụ giúp dì Ba bán cua này. Đây ngoài ra là có dì Mười là em ruột của dì Ba nữa. Cô hôm nay thì bạn cũng rất là nhân bởi vì dì Ba cũng lấy cua mọi người. Giờ con chừng này cua này. Đây bây giờ phụ giúp dì Ba dọn dẹp để về nha mọi người. Kết thúc một ngày bán cua của dì Ba này. Hôm nay bán rất là nhân nha mọi người. Chút xíu là xong rồi. Bây giờ muốn mua cua cũng không có mà mua nữa. Đây mọi người hãy chia sẻ clip, share clip và đăng ký subscribe ủng hộ kênh Lion Việt Nam nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người hãy đón đợi xem những clip tiếp theo của kênh Live Việt Nam nha mọi người. Anh hết dì Ba và dì Bảy, mọi người ra về nha mọi người. Em sẽ quay trở lại tiếp tục. Mọi người nha.